Còn xin chào các bác xe đạp trên toàn quốc, con có lời xin hôm nay con có mớ đồ linh tinh đưa đây các bác tham khảo, nếu mà là ưng được xin alo con nha. Đầu vô con giới thiệu cặp bánh nè, cặp bánh này là cặp bánh đùm sắt đùm chữ y nha các bác. Nó cầm thì cầm inox đầu thau, còn niền á thì niền cũng sắt si luôn, nói chung là toàn hệ thống sắt. Nó có chữ nè, nhưng mà cái chữ gì nó lạ lắm nha các bác, nó không có như mấy kia. Rồi cầm thì inox đầu thau đẹp, bánh xăm 8. Cái hàng đùm sau nó cũng có cái clip sẵn luôn nè, 2, 4, 5 clip, 5 có mòn nha các bác. Clip này con có bán nha, clip nó dính dưới đây con để đây thôi, con có bán clip này, con gửi theo các bác nào tận dụng được thì mình tận dụng. Đây đùm chữ y đó, không nó đùm chữ y sắt nha các bác đó. Rồi cái niền á thì cái niền cũng sắt si luôn, nó nói chung là chiếc xe này chiếc xe cổ của Việt Nam nên nó không có được đẹp lắm. Nói chung là có chết nè, nó sắt xước xước nè đó. Rồi cặp bánh này con giao lưu với giá hữu nghị nha các bác. Đây đồ này, đồ của nó có ở Việt Nam lâu rồi nó không được đẹp, nó xài thì bình thường đó, clip cũng xài được ngon lành nè đó. Trên này trên chiếc xe của Việt Nam con mua được nên còn chỉ bán giống như bán cái cầm với cái đùm với cái niền thôi, nó vậy đó. Còn bác nào vậy mình tận dụng được mình tận dụng nha, 68. Rồi câm thì ngon lành, câm thì inox đầu thau mới ngon lành đó, cặp to. Giờ con giao lưu cặp bánh thì là 430g bao ship nha, 68 430g bao ship cho cặp bánh này đó. Cũng như là con bán cầm với bán cái đùm với cái niền đó, nhưng mà bán hữu nghị chứ không phải bán mà mắc. Tại vì câm này, cái bộ 68 này thường con bán là 300.000 bao ship rồi, nên là bộ câm đó. Còn cái niền với cái đùm này cũng giống như 100.000 nữa đó, cái 100 nữa ha. Rồi bác nào ưng alo con ha. Rồi 430k bao ship cho cái bộ bánh 68 này, bác nào ưng alo con. Còn cái này là con không có bán nha, con theo tận dụng được đây tận dụng nha. Cái clip 1 nó mòn rồi đó, còn cái clip 2 3 4 5 này thì nó còn bình thường. Rồi bác nào ưng được cặp bánh thì alo con. Đây con vô chi tiết rồi, cặp dè luôn. Đây con cặp dè. Cặp dè này cặp dè taxi luôn nha các bác, của Nhật nha, xe 66. Đũa đâu đầy đủ hết trơn ha, không gách nha. Sắc xi nóc của Nhật, xe này trên chiếc xe Nhật gỡ ra nha, bởi vì nó còn đẹp. Cái xe bãi gỡ ra nó còn đẹp đó. Cái này nó cũng còn lành lặn nè, không có gách giá gì trên, còn sáng. Rồi con giao luôn cái bộ này là 150k bao ship nha. Rồi 150k bao ship cho cái bộ xe nóc sắc xi nè. Ủa sắc xi nóc của Nhật trên chiếc xe 66 nha các bác. Đó, 36, lắp 36 rồi. Đó, đũa đồ đầy đủ hết. Đó, nó xì còn đẹp, không gắt không gì chứ nha. Rồi, bác nào ưng alo con luôn. Rồi, 150k bao ship. Còn con vô có mấy đồ linh tinh cho các bác tham khảo, bác nào ưng được nào alo con đó nha. Giờ cái yên Nhật nha các bác. Yên Nhật, nói yên Nhật không có gắt không gì chứ nha. Đó, y Nhật da bằng ha. Đó, cái này xài sò nha các bác. Yên này yên cổ xài sò, mình không, ví dụ như nhà mình có cái quyên mà cây gậy thì mình cứ gỡ sò ra mình bỏ thôi. Đó, cái yên này lành lặn nè, mềm nè. Đó, rồi cái yên này con giao lưu là 230k bao ship nha, 230k bao ship cho cái yên Nhật này nha. Bác nợ nga lô con. Da bằng. Rồi cái yên này thì lành lặn không gách chỗ nào hết trơn. Rồi bác nào nhớ mấy lắp mấy chiếc xe 68 cổ là được đó. Rồi bác nào ưng alo con ha. Đó. Đây hôm qua nguyên đám chục giữa còn đúng cây duy nhất nha. Cây này mã số 2. Rồi. Này xả xuống còn 100 thử bao ship luôn nha. Đây còn cái duy nhất nó hơi không được đẹp lắm, nói chung là vậy đi. Rồi xả xuống 150 bao ship, bác nào nghe lô con. Rồi đầu đài lon xích Nhật nha các bác. Dèm vệ sinh là mình xài nha, đầu bạc đạn nó không có hư hao chứ. Bạc đạn mình đừng rung lắc rồi nữa. Đó. Do nhiều năm mới đóng nên mình về mình vô mới bò giữ nhớt rồi là ngon lành, không nói gì chứ. Rồi 150k bao ship cho cái cục này, bác nào nghe lô con. Có còn duy nhất cục thôi nha. Cái chuông này. Đó bác thấy không, cái chuông bắt bông tăng nha, bông tăng hoặc ghi đông cũng được nha.
Rồi, cái chuông con dao luôn 150 gram ship luôn. Đó, bác nào nghe lô còn. Hôm qua chân trống còn có cây này duy nhất nữa các bác. Cây này cây 640 nha. Đó, cây này của Nhật mà phải nó được 66 là con vô mánh. Này nó 64. Nó ngắn ngủn bởi vì nó không có phù hợp với mấy chiếc xe đầy lớn lớn nên nó khó bán. Nó thật là câu là khó bán luôn. Cho nên tại vì gặp một chiếc xe 64 nó cực kỳ khó luôn. Nhưng có những chiếc thủy thủ nó mới có, là những chiếc xe thủy thủ nó mới xài những cái dòng chân trống ngắn này. Thủy thủ 64, 66 cũng lắp được nữa. Rồi bác nào ưng được cái chân trống này con dâu lưu á là 150k bao ship luôn. Đó, bác nào ưng alo con ha. Đó, bên này hạ giá chân trống luôn. Hổng cây này không à, của 66 7MC còn bán 350. Đây còn có một bộ tay lắc luôn, tay lắc cổ nha các bác. Shimano. Này là mình bắt vô cái sườn nha các bác, loại sườn sắt nha, sắt mà nó không có cái, nó không có cái miếng dẹp dẹp ở chỗ cái sườn mới được nha. Đây nó có cái này nó chồng vô trong cái sắt nó để nó giữ nè. Đó. Rồi con dao lưu cặp này là 400k bao ship luôn nha. Nó nứt xíu chỗ này nha các bác. Nứt nhẹ chỗ này chút xíu nè. Nó cái miếng mũ nó nứt xíu rồi, còn nhiều là lạnh hết. Rồi, chữ nghĩa thì rõ ràng. Rồi con dao lưu 400k bao ship, bác nào ưng alo con. Đây còn có bộ dò dĩa, bộ dò dĩa nè. Bộ dò dĩa Sungino. Đó, cái bộ dò này là ở ngoài này nó bằng nhôm hết nha, dĩa hai dĩa bằng sắt, nó cắn nhẹ chỗ này nè. Mắc miếng thịt chỗ này các bác. Đó, mắc miếng thịt chỗ này. Hai dĩa sắt. Dĩa này thì nó hàng nội địa nha các bác, nó cũng còn khoảng được khoảng 70-80% thôi chứ không còn nhiều ha. Đó, hàng này tại vì hàng của mua xe Việt Nam nên nó cũng không có đẹp. Nói chung là xài thì ngon lành, găng gì nó còn dày, nhưng mà con cái nó không bằng mấy cái chiếc, mấy cái giò trên xe Nhật. Giò cái này hình như là 54 mấy. Cái này chắc 54-48 nè. Hai dĩa nó muốn gần bằng nhau luôn nè. Rồi hai dĩa sắt. Ngoài nhôm ha, có trắng dĩa luôn ha, có trắng nhôm luôn đẹp nè. Cái này có thể thay dĩa được nha các bác. Nó thay dĩa em tán lê quê nè. Rồi con dao luôn cái bộ dò này là 430k bao ship nha. Và 430k bao ship cho cái bộ dò nhôm của Gian Băng nha các bác. Sungino da băng nha. Nó hàng nội địa, mình sẽ ở xe nội địa nên nó không được đẹp. Nhìn này 165 nha các bác. Đó, bác nội nha lô con. Này một cô hàng bãi luôn, bán được 600 ngoài. Này hàng nội địa người ta xài rồi nên mình không có bán được giá cao. Găng thì nó cũng còn ok, đỡ rồi chứ không có bằng mấy cái giò bãi được. Rồi, bác nội được alo con nha. Còn cái bao quên nữa, có cặp pidan này của nó này, con mới gỡ ra dùm cho các bác luôn bác nội. Cái cặp pidan này nó theo nha. Đó, bộ giò 430k luôn cặp pidan này nha. Pidan này mắc cái nắp nha, mắc con nắp rồi. Xài thì bình thường á, nhưng con cái là mắc cái nắp, mắc một cái dạ quang, hai cái dạ quang. Đó, cái chung cái bộ này là ha. Qua bác nào ưng alo con, tại bộ dò nãy con quên cái cặp pidan, tại con gỡ ra giùm cho mấy bác, tại sợ về nó kẹt lên xong cái mấy bác mở không được. Tại con ở nhà con có đồ chuyên dụng của nó mở pidan mở được. Rồi cái này á là cây kiếm 680 của hãng Majita nha các bác. Đó, chữ nghĩa rõ ràng. Đó, 680 hãng Majita. Nó cái kiếm này còn đẹp nha các bác, đẹp lộng lẫy luôn, nước sơn rồi còn zin đẹp. Chữ nghĩa rõ ràng ha. Rồi con dao lưu cây kiếm này là 250k bao ship nha. 250k bao ship rồi cây kiếm Majita này, các bác nào mà có sườn Majita mà mắc kiếm thì mua cây kiếm này về lắp nguyên bản luôn ha. Đó, cái cây này 68 nha các bác. 68 nha chứ không phải là 66 đâu. 68 chứ không phải, cũng không phải là 700c luôn. 68 thì nó lớn hơn cái dòng 700c một tí xíu, tức là mình lắp 700c vẫn được nhưng mà nó bánh hơi xa ra gì nè, nó không được đẹp không thôi. Tại kiếm chuyên dụng 700c thì nó cái bánh nó thúc vô gần chút, thúc vô. Còn này 68 thì khi mình là chỉ lắp 68 thôi, tại xài bánh bự, vỏ cao nên mình lắp vô thì nó cách bánh nó còn đẹp, chứ còn lắp 700c cái nó xa xuống vậy nè. Cái bây giờ mình xài 700c lúc nào cái vỏ mình nó cũng nhỏ nhưng. Rồi bác nào ưng alo con nha, 250k cho cái kiếm 608 này của hãng Majita của Nhật nha các bác. Đây,
và có bộ ngạm của nó luôn, 38 luôn nha. 4 cục gom ghim đó, 2 cục trước thì còn, 2 cục này thì còn đẹp nè, nó còn dày nè, chữ nghĩa rõ ràng nha. Còn 2 cục này thì hơi mòn nè, đó, 2 cục này thì hơi mòn nè. Rồi, đủ đồ ghim hết trơn nha, đi cơm da băng. Xài thì ngon lành, nhưng có 2 cục gom này thì cũng ghim, nhưng con cái nó hơi mòn tí xíu nè. Đó, 68 nha các bác, lắp 68 nha. Rồi, con gửi 68 nó ra, cặp bánh 68 đó đó. Rồi, bác nợ ơn alo con luôn. Cặp ngàm này con dâu luôn là 300k bao ship nha. 2 cục gom hơi bị mòn tí xíu, 2 cục gom có 2 cái cục nó hơi mòn. Rồi, 300k bao ship cho cái cặp này, bác nợ ơn alo con. Rồi, con có 3 cây khúc yên luôn nha bác. 3 cây khúc yên, cây cây gậy nè ha. Cây này cây gậy 26-28 của hãng Sake nha các bác. Rồi, cây da băng nha. Cây này cây da băng nha. Rồi, con dâu luôn, cây này là 350k bao ship nha. Bác nào nghe lô con 26-28 nha. Còn cây này 27-2 nha. Của hãng Gomat nè. Hãng này Đài Loan này sản xuất rồi ha. Mà độc lạ Bình Dương nha các bác. Đó, cây có viên này dài của hãng Đài Loan nha, nhìn là biết Đài Loan nè. Rồi, con dao lưu cây này là 270k bao ship nha, 270k bao ship cho cây cúc viên này, đọc là 27-2 nha các bác. Đó, còn cây này nè, cây này cây nhúng nha các bác, cây nhúng này của Đài Loan chắc cú luôn nha, 26-6 nha, 26-6, nó cũng còn cứng lắm. Đó. Rồi, cây này con dâu lưu là 350k bao ship nha, 350k bao ship cho cây cúc viên này. Đó, bác nợ nghe lô con. Rồi, con có bộ ngàm nè, bộ ngàm Tetro nha các bác, Tetro của hãng Đài Loan sản xuất, nó lắp sắp 700 xe chữ. Rồi, cặp ngàm này con dâu lưu các bác là 300k bao ship luôn, bác nợ nghe lô con luôn ha. Đó, xài ngon lành. Gỡ cho chiếc Busi hổm, chiếc Busi. Chiếc Busi bán hết trơn, còn gì còn đúng cặp ngàm thôi các bác. Đó. Đây có một cái đồng cuộc nha. Cái đồng cuộc này là của da băng nha các bác. Đó, Win Suzuki. Ừ, hàng này hãng sản xuất nội địa Nhật. Đó, da băng nha. Rồi cái này là 41 nha các bác. Đó. Cái này mới gỡ ra nó cấn hai chỗ bắt thắng chút xíu chỗ này nha. Tất cả lại là lành lặn nha, không đẹp nha, không có gì trơn. Rồi con giao lưu cây này là 350k bao ship luôn nha, bác nào ưng alo con. Rồi cây này cây số 3 luôn nha các bác. Đó, cây số 3. Cây này còn đẹp nha, bông tăng. Bông tăng với cái cây số 3 này còn đẹp luôn, bán nguyên bộ. Có cái chỗ này nè. Chỗ này nè, nó nứt nứt nhẹ chỗ này chút xíu nè, nhưng mà không ảnh hưởng gì trơn. Này nó nằm trong trong cái ống xe này. Nó như vậy đó, mình thọt vô là bình thường rồi. Rồi con giao lưu cái bộ đầu này là 400k bao ship nha. 400k bao ship cho cái bộ đầu số 3 này, bác nào ưng alo con. Nói chung là nước si được còn đẹp nè. Đó, nước si được còn đẹp nè. Đó, chụp một hai chỗ bị cấn cấn nhẹ nhẹ mấy chỗ này không chỉnh khỏi nha các bác. Đây dòng này số 3 này là dòng cổ rồi nên nó không có lành nặng được hết đâu. Có đẹp thì nói đẹp xuất sắc thì không có. Rồi bác nội cái này alo con luôn ha. Rồi con có bộ đầu này luôn. Bộ này là 41 năm nha các bác. Bộ này là lắp cho chiếc xe đời mới nha. Loại mà cái đồ nó cặp gì nè. Nó ở ngoài nó cặp vô gì nha. Nó lớn hơn cái thằng này gì. Nó lớn hơn cái thằng này chút xíu. Nó lớn hơn này chút xíu nè. Nhưng một phân nó lớn hơn này một phân. Rồi cái đạp này con dùm dùm tay thắng luôn nha các bác. Tay thắng này là Đài Loan nha. Ghi đâm này Đài Loan luôn. Rồi con giao lưu cái bộ này là 350k bao ship luôn nha. Vừa tay thắng vừa ghi đâm bông tăng luôn nha, ghi đâm luôn nha. Cho tay thắng ghi đâm luôn là 350k bao ship. Đó, bác nội nghe lô con ngàm này là ngàm tay này, tay Tetro nha các bác. Tay Tetro nha, nó dơ rồi đó. Rồi, của Đài Loan nha. Rồi. Hôm nay con có nhiều đó đó, bác nào ưng được nào alo con đó ha. Rồi xin chào các bác, chúc các bác ngày mới thật là vui vẻ.